Chào mọi người, giới thiệu với mọi người một bộ ấm trà Nam Hòa Biến được làm bởi nghệ nhân Tô Thanh Sơn, Bát Tràng Việt Nam, bộ giỏ cua nhé. Dung tích ấm 500 ml, chén miệng là 8, cao là 4, chén hình vát như cái nón ấy. Đĩa lót của chén là 12 nhân với 9, đĩa lót của ấm là 15. Dáng ấm đây, chúng ta nhìn màu xanh như xanh rêu nhé. Bên ngoài thì khắc hình ảnh cá và hoa này, và cây cỏ ấy. Hàng của nghệ nhân Tô Thanh Sơn thì sẽ có hình ảnh con chuồn chuồn ở dưới đáy. Để chuẩn hàng nghệ nhân thì chúng ta cứ lựa chọn cái sản phẩm có hình ảnh logo con chuồn chuồn. Để tất cả những cái sản phẩm của nghệ nhân thì rót nước trà sẽ rất là mượt. Trong lòng phủ men này, nắp này, độ dơ nắp này. Men bóng nhá, loại này không sợ bám cặn trà đâu, sờ vào như là sờ lên trên kính ấy. Độ nghiêng này. Chiếc chén như cái nón nhá, loe ra. Bên trong thì có bông hoa. Cái này thì cũng được khắc hình ảnh nó như cái tre trúc mình đan vào ấy, sờ vào nó sẽ sần sần như thế này. Đây là gì đấy này, đây là chiếc đĩa lót này. Đĩa lót làm như cái lá sen ấy, có cái gân đều khắc hết mọi người nhé, đều khắc nổi hết gì đấy đấy. Một bộ bao gồm một ấm 6 chén và 7 đĩa lót và một bộ phụ kiện 4 món. Đây là bộ phụ kiện 4 món này. Gà tàn này, hũ trà này, ống tăm này, cốc trống này. Cốc này thì chúng ta sẽ để đổ nước thừa hoặc là chúng ta pha trà xong chúng ta rót trà ra đây và chúng ta rót lại ra chén nhé. Tất cả cái bộ này thì đều có sần 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 hết, sờ vào là khắc họa tiết hết. Mọi người nhìn cái ống tăm này. Hũ trà này. Mọi người muốn mua thêm chén đĩa lẻ đều thoải mái nhé. Không sợ rơi vỡ, không có đồ thế vào đâu. Tất cả đều khác hết. Rồi, xin chào mọi người. Mình là Khánh, người sẽ giúp khách hàng trải nghiệm những bộ ống chén gốm của Bát Tràng.